chẳng có điều gì chán hơn cái cảnh vừa bước lên máy bay để đi du lịch thì người ta lại bảo rằng bạn không được mang theo đồ ăn vặt. Thế thì còn vui vẻ gì nữa trời. May mà chúng tôi có cả đống mẹo để giúp bạn lén mang đồ ăn lên máy bay đó nha. Phù, tí nữa là trễ giờ rồi. Chạy hết cả hơi luôn, mình phải làm một tí nước ngọt mới được. Cậu ta mang theo nước ngọt đấy à? Nghĩ sao vậy ông nội? Thưa anh biết là mình không thể mang cái đó lên máy bay mà. Xin lỗi ạ, để tôi qua bên này xử hết. Bà cụ này đang viết cái gì vậy nhở? Này cháu, đây là chỗ của bà mà. Giờ bà phải khử trùng lần nữa rồi. Đừng lây vi khuẩn cho mọi người chứ. Khoan đã, bà cụ này làm mình nảy ra một ý cực hay. Đến lúc dùng tới chai xịt du lịch của mình rồi. Mình sẽ rót Sprite vào đây. Phải cẩn thận để không đổ ra ngoài nhé. Chuẩn luôn, ai mà nghĩ đây là nước ngọt cơ chứ. Để dán thêm cái nhãn cho chắc ăn. Ổn áp, mình đã sẵn sàng làm thủ tục lên máy bay rồi. Xin lỗi về chuyện hồi nãy ạ. Giờ tôi sẵn sàng rồi. Đây là vé và hộ chiếu của tôi. Này, đợi đã. Cậu để cái gì trong túi thế chứ? Cái này sao? Có gì đâu ạ, chai xịt chống khuẩn của tôi ấy mà. Phải sạch sẽ mới đẩy lùi dịch bệnh được đó. Ok, mọi thứ có vẻ ổn đấy. Thôi toang, hộ chiếu bị dính vào tay mình vì miếng Sprite hồi nãy rồi. Để ngó nghiêng tí xem có ai nhìn mình không. Thành công rồi, mà phải gỡ cái này ra đã. Giờ là làm một xịt Sprite nào bà con. Sao lúc nào ra sân bay cũng khát khô cả cổ thế nhỉ? Không có ai trông thằng nhóc này hả ta? Thông báo đây! Không được ăn uống gì trên máy bay hết! Tôi sẽ tịch thu tất cả mọi thứ vi phạm luật lệ này đấy nhé! Trời ạ! Mình lại mới mở cái chai này ra mới khổ! Con muốn mẹ! Nào nào! Bóng bay của con này! Giờ vui chưa? Ủa? Bóng bay hả? Nghĩ ra rồi! Mình đúng là siêu trí tuệ mà! Này bé cưng, chơi chụp bóng không con? Giỏi quá đi, vậy mới được kiểu bé ngoan chứ. Để con lấy cho cô. Cơ hội của mình đây rồi, mình chỉ cần hai quả bóng trong số này thôi. Lấy được rồi, tháo dây buộc ra đã. Bư. Chà, đây là khí heli luôn đó bà con. Ok, đến giờ thực thi kế hoạch của mình rồi. Mình chỉ cần cẩn thận đổ nước ngọt vào đây thôi. Nhìn này, hiệu quả thế chứ lị. Quả bóng này đầy coca luôn rồi. Đã xong, giờ buộc bóng bay lại nào. Đổ ra một cái là toang đó. Giờ đến bước tiếp theo nhé. Wow, mình to ra hẳn 4 cỡ luôn này. Trò chơi này vừa hài vừa vui dễ sợ luôn. Hình như đến giờ lên máy bay rồi. Cái cô hồi nãy đi đâu mất tiêu rồi nhỉ? Mẹ ơi. Hơi bị ngon luôn đó. Chào chị, hộ chiếu và vé của em đây. Ổn rồi, mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Mời chị lên máy bay. Wow, to như hai trái bưởi ấy. Dạ, xin lỗi, cho tôi vào ghế với ạ. May thế nhỉ, ghế cạnh cửa sổ nè. Và giờ là một ngụm nước cho đã khát nào. Sảng khoái thật sự. EQ của mình đúng là vô cực mà. Chà, cô đẹp thật đấy. Anh gì ơi, tôi muốn lên máy bay ạ. Vâng, phải lên chứ, tôi xin lỗi nhé. Mà nhắc quý khách một xíu là không được mang đồ ăn đồ uống lên máy bay đâu ạ. Anh ơi, cái này không phải snack mà. Nhìn giống giống vậy thôi, mong anh thông cảm cho. Cơ mà quý khách thấy đấy. Luật là luật ạ. Được rồi, lấy đi, làm như quan trọng lắm ấy. Vậy quý khách sắp đi chơi ạ? Hay thăm ai? Ví dụ như bạn trai chẳng hạn. Tôi biến đây. Tôi sẵn sàng lên máy bay rồi ạ. Chà, để xem nào. Đây, anh kiểm tra túi của tôi xem có đồ ăn không đi. Trông quý khách ok đấy. Cảm ơn anh, chuyến đi của tôi thế nào cũng vui lắm cho xem. Hình như đây là ghế mình nè. Là cô nàng bị mất đống snack kìa. Có lẽ cô ấy cần dặm thêm tí son nhỉ. Này, cô thử đi. Tôi cũng có son ấy mà. Cảm ơn cô nhé.
Không phải đâu, nhìn này. Cô đang ăn cây son đấy à? Ngộ độc bây giờ. Nhìn này, không phải son thật đâu gái ạ. Tôi trộn màu thực phẩm vào sô-cô-la trắng ấy mà. Chỉ cần làm món này chảy ra là ok rồi. Khi sô-cô-la đã lỏng thì để qua một bên nhé. Tôi cần một thỏi son không có son nữa. Thế nên tôi đã dùng dao để cậy hết son đi. Bước tiếp theo đơn giản như đang dỡ luôn. Chỉ cần đổ sô-cô-la vào là xong. Rồi đổ đầy cả ống nhé. Sau đó tôi đậy nắp lại như ban đầu. Nên giờ nó y như son luôn. Nhưng thực ra đây là một cây kẹo đấy. Nhìn này, tôi đã làm cả đống luôn. Tự nhiên ở đâu ra nhiều khách thế nhỉ? Cô ơi, xin hãy để túi lên máy quét ạ. Anh ta đang nói chuyện với mình sao? Xin lỗi, đương nhiên rồi. Đây là toàn bộ hành lý của tôi đấy. Được rồi, hình như mọi thứ đã đi qua máy quét. Để xem có gì trong này nào. Gì vậy chứ? Cái gì đây ạ? Thưa cô, cái này bị cấm đó ạ. Cái túi này của cô đầy đồ ăn luôn. Chà, tại tôi hay bị đói khi bay đi đây đi đói mà. Khoai tây chiên và kẹo ư? Quá thể quá đáng luôn rồi. Chờ đó đã, tại sao ở đây lại có một cái túi nhỏ xíu thế này? Tôi xin lỗi, tại tôi nghiện kẹo quá ấy mà. Kế hoạch của mình hiệu quả rồi. Mọi thứ sẽ bắt đầu với cây lược này. Mình sẽ lấy phần lược khỏi đây. Và rồi cho món kẹo mình mê hết sức vào. Khi đã đầy thì đặt phần lược lại chỗ cũ. Trông chả khác gì ban đầu cả. Anh ta nghĩ rằng cái máy quét này sẽ phát hiện ra hết đồ ăn của mình sao? Thế nào mà ngờ được mình đã giấu bớt vài món chứ? Được rồi, mọi thứ trông ok đó ạ. Cô được đi qua cổng này rồi. Đi chơi vui nhé. Lên ghế ngồi thôi. Mình sẽ ăn một chút trong khi đợi cất cánh. Hello kẹo ngọt. Thích quá đi mất. Ủa, kẹo Skittle hả? Cho tôi một viên với. Được rồi, chị cởi mũ ra luôn đi nhé. Giờ thì tôi sẽ dùng máy quét để xem trên người chị có đồ ăn không. Trời đất ơi, cô đó có máy quét đồ ăn à? Mình phải giấu cái này đi mới được. Chào anh ạ, xin bước tới phía trước. Vé của anh chuẩn rồi ạ. Cơ mà, anh đang giấu đồ ăn trong áo đấy à? Được rồi, đúng là vậy đấy. Thưa anh phải vứt cái đó đi ngay. Biết rồi, khổ lắm. Trả hộ chiếu với vé cho tôi đi. Mình không thể tin nổi mình phải vứt cái túi kẹo mới toanh này luôn. Đợi đã, mình vừa nảy ra ý này hay cực. Đến đây nào, gối cổ. Mi sẽ giúp ta cứu món snack này đấy. Mình sẽ phải bỏ cái gối ra đã. Và giờ đến lượt món marshmallow đầy màu sắc này rồi. Nhét hết vào gối cổ thôi. Đã xong, trong này toàn là món kẹo mềm mềm ngọt ngào luôn. Được rồi, tôi đã vứt gói marshmallow rồi đấy. Thế, anh cho phép tôi quét lần cuối nhé ạ. Sao không, nhưng cô chẳng tìm thấy cái gì dưới áo tôi nữa đâu. Ổn cả rồi đấy, anh vào đi. Chuẩn như Lê Duẩn, vừa thoải mái vừa ngon miệng nữa. Cho chúng tôi biết bạn đã lén mang đồ ăn lên máy bay như thế nào nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay ho giống vậy nha.